Rồi, hello chào cả nhà nha. Hôm nay thì cái khung sắt hàng rào mình thì hôm nay hàng xong rồi, mình hàng ở dưới rồi mình xong mình sơn dưới luôn ha. Thì hôm nay tới bước là mình sẽ gắn lên ha cả nhà. Bị cái này mình hôm nay mưa gió quá nên ra mình hàng rồi mình sơn luôn, thi công trong nhà cả nhà. Rồi hôm nay thì cũng trời cũng sững nắng rồi, cũng tranh thủ để ngoài gắn lên. Gắn lên xong rồi đang còn dặm sơn này nọ, nó đang còn phả hồ cho nó phủ chân này nọ rồi hết cả nhà. Thì phá hồ phủ chân như thế nào thì tí xíu nữa em sẽ ra ngoài thì em sẽ chia sẻ cả nhà mình cái cách gắn của anh em thợ mình ha, gắn như thế nào rồi lên như thế nào cho nó gọn lẹ và chất lượng ha cả nhà. Thì đây cũng có cái cổng mình nằm đây luôn. Cái cổng thì nó hơi kiểu cọ anh chút, thì cái cổng này do anh em thợ mình tự suy nghĩ và thiết kế ra làm luôn ha cả nhà. Thì cái cổng này nó như thế nào thì tới cái bữa em gắn cái cổng lên cho nó hoàn thiện rồi đó, như thế nào thì em sẽ chia sẻ cả nhà ha. Như hôm nay thì em sẽ gắn cái khung hàng rào. Thì cả nhà mình nếu có quan tâm thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh hết cả nhà, để theo dõi những video kế tiếp em sẽ chia sẻ những cái mà làm trong bên xây dựng của em ha. Thì nói chung cái nào thì cả nhà mình tham khảo, nếu có nào áp dụng được thì áp dụng hết cả nhà. Thì trong đây có cái mẫu của cái cổng luôn, thì cái cổng thì để khi nào đi mình gắn lên rồi đi thì mình sẽ chia sẻ cả nhà ha. Còn đây mấy khung hàng rào nữa mình chưa có xong, còn hàng dở dang, tranh thủ ngoài gắn cái đang cho thợ hồ có việc làm á, không phải anh em thợ đang gắn đó, đang gắn lên xong đi rồi thợ hồ sẽ có việc người ta tô, người ta phả chân này nọ hết cả nhà. Để mời cả nhà ra ngoài nha.